mới. Cô nhỏ nhìn lại cái đề chúng ta cô mở đã trừ hôm trước đang còn một số câu và sẽ trừ cái đề mà bạn đã thi vào tối thứ ba. Đang còn lễ khánh giả phóng quyền hóa thì chữ khoa học. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái đề mà hôm trước chúng ta làm nhé. Hôm trước cô mở chưa cho các bạn đến câu thứ mấy rồi? Đây này, chưa đến câu mấy rồi các bạn? Câu mấy? Đã tạm quá. Có 2 tạm hay có 3 tạm? Cô là hải tạm đâu cô? Có lè không biết tình trạng nữa. Quên nè. Nhìn lại xem nào, nhìn lại cái đây một trước nào. Có 2 tạm phải không ạ? Bây giờ chúng ta nhìn lại cái đây, bạn nhìn lại trên màn hình đi ạ. Bởi vì cùng lâu ngày rồi quên rồi. Đúng không? Lâu ngày rồi quên rồi, từ bữa thứ ba tuần trước còn đi là hơn 1 tuần rồi. Nên là bạn phải nhìn lại xem nào. Câu 28. Sẽ mời bạn Linh Linh phát biểu. Nhanh nhanh các bạn ơi, nhanh để sáng đây khác nữa. Linh Linh. Đâu rồi? Mời Mai Nhi phát biểu. Em thưa cô là cô 28 tròn đáp án B, là tại vì là phía sau đó là một đánh tư, này là phía trước là một tính tư. Đúng rồi, rất tốt. Ở đây chúng ta cần điền một dãy tính tư, sau là một dãy tư, vì vậy tính tư là cái từ đó mà bỏ đôi lý đi nó trở thành tính tư, còn ý tí là dãy tư rồi, đúng không? Sinh là dãy tư occasion, occasional, occasionally. Vì vậy là thời tiết sẽ tốt hơn vào những cái dịp. Đặc biệt, đúng không? Ok, câu thứ 29. Mời Phương Như Quỳnh phát biểu. Giờ câu 29 em cho đáp án C đây là câu đầu tiên loại bá thì cộng với quá khứ hoàn thành, sáu là chủ ngữ cộng với cụ thuật ủ trong hẹp cộng với vế sẽ bày đấy. Ok, em hiểu câu này họ nói gì? Không biết cô ạ. Hả? Em trả lời gì á? Em dịch được cô ạ. Em dịch được rồi, tại rằng em chọn A, em chọn B, em đi chọn C. À quên. A là câu điều kiện loại 1, đúng ngữ pháp đấy à. B là câu điều kiện loại 2. C là câu điều kiện loại 3 này, tại sao em lại chọn điều kiện loại 3 không chọn loại 2 loại 1? Không giải thích được. Mới được chú ý nó. Em thưa cô, bởi vì chọn câu C là bởi vì câu trước là I had no map thì là ở quá khứ nên ở quá khứ dùng là ước với bà. Đúng rồi, em hiểu câu này họ nói gì.
Tôi thì không có bản đồ. Xong họ ước là nếu có bản đồ thì Sẽ sẽ không đi gì nhỉ? làm. Ok, thank you. Đúng rồi. Vì về trước nay người ta nói về một sự việc xảy ra trong quá khứ rồi. Tôi không có bản đồ, vì vậy đó là lý do tại sao mà tôi bị lạc, got lost. Và tôi ước rằng tôi có bản đồ thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không bị lạc, đúng không? Nên là câu này là ước không có thật trong quá khứ. Câu 30, lính lính mà. Dạ, em thưa cô là đáp án A cô ạ. Bởi vì là ở vế 6 có íp giấy hẹt hẹt lắm. Rằng ở loài báo. Là câu điều kiện rồi bà. Ok, em hiểu câu này họ nói gì. Lấy hiểu câu Vậy này em mới dịch, em mới làm theo cấu trúc chứ chứ em dịch. không? Ở đấy là học sinh giỏi nó phải hiểu cái câu họ nói gì. Con mà nói về cấu trúc là để cho lớp khá là trung bình nữa. Đã lớp giỏi mà đi để chắc cấu trúc không nữa. Hầu hết mọi người sẽ tham gia vào cái cuộc họp hội nhập nếu như mà họ có những cái thông báo lâu hơn thôi. Có nghĩa là nếu mà báo trước một thời gian lâu thì mọi người sẽ tham gia đầy đủ, nhưng mà vì thông báo muộn quá nên không kịp sắp xếp thời gian nên là người ta giả thiệt không có thật. Rồi câu 31, câu 31. Hoa bạn chưa chưa chó bạn Khánh mời vào nó xin có 31 chưa chó để ngồi mà học không là cứ phát biểu cậu rồi đi đặt mình đi chơi đó đây. Câu 31 là mời bạn Văn Mạnh. Em cho anh câu dạy vậy. Vì Gì lạp này là quá khứ mà chủ ngữ là số nhiêu? chủ ngữ đâu mà số nhiêu? Chủ ngữ là gì mà số nhiêu em? Người đàn ông với con chó của anh ấy. Ừ, chủ ngữ là the boy chứ. The boy là nhiều hay ít? Ở đấy này, các bạn lưu ý nhá. Ở đấy nhá, nếu như mà có viết the boy em, nếu có thấy chữ with như này, bằng chữ em, thì đáp án bạn nói là đáp án giấy là đúng rồi, bởi vì the boy and his dog là hai 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 người hai vật này, con người và con chó là hai đại, vì vậy là bạn dùng ur. Nhưng mà vì ở đấy người ta dùng từ with là cậu bé với con chó của mình, thì cái chữ với con chó này là bổ sung cho cái từ the boy, có nghĩa là thêm vào chứ không phải là chữ chủ ngữ. Chủ ngữ của chúng ta chỉ dừng lại ở chữ the boy. Con chó cùng với cậu bé cùng với con chó, vì vậy ở đây ta phải cho đáp án là C chứ không phải là D các bạn ạ. À, nên các bạn lưu ý nè, ví dụ này, giáo viên cùng với học sinh của cô ấy. Ví dụ nhá, the teacher with her student. Và số tiêu đơn này có thêm mẹ thì vẫn chia là số ít. Mặc dù số tiêu đơn thêm mẹ student giáo viên với học sinh của cô ấy thì đang, ví dụ đấy, thì đang làm đang giải với tập với nhà. Vì vậy đã doing the test đó. Doing the test thì ở đấy này, the teacher with her student thì, nhưng mà phải là y, vì chủ ngữ của chúng ta là the teacher chứ không phải là cả giáo viên là số nhiêu đâu, học sinh là số nhiêu, cùng mấy học sinh nữa thì cũng là y.
chứ không phải là A. Nên là cái chỗ này là hãy bị lỗi. Các bạn lưu ý nhá, ghi vào vở. Còn nếu cô thấy vào đấy là an, giáo viên và học sinh của cô ấy thì đang làm bài test thì ở đây sẽ là A, không phải là Y. Là có cái từ nổi, cái with và chữ an nó hoàn toàn nghĩa khác nhau. Nên là đáp án ở đấy là phải là C. Bạn ghi ví dụ vào cho nhớ. Câu thứ 32 là sẽ mời bạn Mai Linh. Được, có câu 32 em cho đáp án B. Vì Quên rồi. quên rồi. Quên rồi đó. Ít là gì? Tròn đáp án B muốn giải thích được. Ít là mỗi, mỗi là số ít. Đúng không? Mỗi học sinh, mỗi cậu bé đấy có một cái giải thưởng, đã chiến thắng một giải thưởng. Thì ở đây ít là mỗi một người, vì vậy là chúng ta sẽ chọn và thi ở đấy là thi hiện tại hoàn thành. Bạn phải giải thích đầy đủ, đúng không? Mà đấy là danh từ là số ít, nên chúng ta sẽ mượn từ động từ là have, chứ không phải là has. Là từ động từ là have, chứ không phải là have. Và C với D cũng chọn được vì đi về quân. Rồi, câu 33. Câu 33 là mời Thảo Vy. Em thưa cô là em cho đáp án A. Em dịch là bạn có thể cho tôi mũi được không? Và bạn ấy nói là tất nhiên lỗi của bạn đấy. Very good. Thank you. Chúng thấy là mũi á, tại sao lại cái đó, đúng không? Thể đi vậy được. Rồi, câu 34. Mời Uyển Nhi. Mời được. Bạn Uyển Nhi đi thì mấy thứ hay sao mà vào học mà mời cũng thể phát biểu được. Kim Tú. Cũng không luôn. Mời Khánh Linh. Em thưa cô làm cho đáp án bảy vừa. Bạn nói là tôi lo lắng về minh họa, nhưng mà thầy dỗ tặng bạn điểm A là lấy là chúc mừng điều gì đó khổ. Ok. Very good. Ở đây là mình rất là lo kết quả về môn hóa học, nhưng mà thầy giáo đã cho mình điểm A. Chúc mừng bạn nhé. Điểm A là khó đấy. Nó thật, nó là một khóa học rất là khó. Difficult course là một khóa học khó mà vẫn giành được điểm A là quá xuất sắc rồi. Vì vậy là chúc mừng bạn. Còn khi mà người ta không bổ sung thêm, nếu người ta không nói là nhưng mà thầy đã cho mình điểm A mà dừng lại ở chỗ chemistry, I was worried about chemistry, thì bạn sẽ cho nó bạn á, đừng lo lắng về điều đó. Nó rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Còn cô sẽ thì khen thầy giáo thật tốt thì cũng liên quan gì đến cái câu khen này cả, đúng không? Rồi tiếp tục sáng về đọc điện tư ạ. Bạn nhìn lại ạ, nhìn lại cái này, từ câu 35 đến câu 38 để xem thử bạn sẽ điên đáp án nào. Nhìn cả có sẽ gọi vì chờ các bạn nhớ tay nó mất thời gian quá nên là cô sẽ gọi bạn lượt lại đáp án nhé.
Ok. Nào câu 35. Là mời bạn Huyền Sang. Em thưa cô 35 là em chọn đáp án A của ý hơi cậu hơn, có nghĩa là nó không dễ như là được nhé. Đúng rồi. Ok, very good. Nghe thì dễ nhưng mà thực tế làm thì rất là khó, đúng không? Là sao là âm thanh nghe dễ thế? Chứ con nghe đấy là listen, là nghe có chủ điểm. Listen là phải đi về tu. Và chúng ta nghe có mục đích gì đó thì chúng ta sẽ dùng là listen to. Còn hear là nghe nhưng mà nghe một cách bất ngờ. Người chúng ta đang ngồi học như thế nào, chúng ta nghe một tiếng ồn ập tới, người ta không cố tình để nghe thì người ta sẽ là hear. Hear đây là nghe không có chủ đích. Còn listen là nghe có chủ đích và có giới từ là to. Còn ở đây là nó cấu cả thì nó không hề dễ như là chúng ta thường nghĩ hay chúng ta thường nói. Là sao, là ít sao, là chúng ta nghĩ tới hoặc là nghe nghe tới. Nghe đấy là nghe người người ta đôn thôi chứ không phải nghe tiếng ôn. Hay nghe cái gì đó. Chúng ta sẽ chọn sao. Rồi, câu thứ 36. Mời Huyền Trang. Em nghe cô ra, em nghe A À, vì sao lại cho nè? em biết một người nghiệp dữ đã làm gì rồi giới thiệu với bạn và vậy. À, đào một cái hố, fishing hole, đào một cái hố với bàn của mình. Rồi, ok. Mời bạn khác. Mời bạn Lê Khánh nào xem thử có báo sáu bạn Huyền Trang chọn. À, em có đồng ý không? Dạ, em thưa cô là em họ đồng ý quá. Ừ. Rồi em chọn gì? Em chọn sẻ quá. Vì sao? Tại vì có cái cấu trúc lục xăm thính phó xăm bỏ đi là tìm một cái gì đó. Là này cái đoạn này là nó nói là một trong một cái buổi sáng đi anh ấy thức dậy và thấy bề mặt của nó phủ đầy Con cá bị chết. con cá bị chết, và là chúng mấy con cá bị chết một cách khá là tự nhiên vì ngạt thở. Ok, thank you. Ở đây là vậy đứng trước phải giải thích cho người ta thuyết phục, tài năng phải là quýt mà là vì phó. Con cậu đó nó làm ở vậy đứng sáu rồi đúng không? Thì ở đấy này, không phải là tìm một cái hộ với người bạn của mình. With his friend là tìm cùng với người bạn mình thì mà dùng with, nhưng mà đấy là tìm cho người bạn của ông nữa đúng không? Ông này đã tìm trên cái mặt hồ của mình là một cái hố cá cho người bạn của ông ấy lúc fishing hole for his friend là cho người bạn của ông ấy chứ không phải là tìm cùng với người bạn nè. Cùng với ai thì mình quýt, mà đấy là cho người bạn này, cho những người bạn, vì vậy nó sẽ dùng là for chứ không phải là à. Ừ. Rồi câu thứ 37. Câu thứ 37 mời bạn Hoàng Thảo nào. Cô ơi, cô ơi. Cô đọc lại câu hỏi không vậy cơ? Câu 37 chọn đi. Cô bảo bè chứ em chọn dễ, có bữa nào em chọn bảy là sao? Em chọn dễ. Em chọn đi. Chọn dễ có nghĩ là dễ. Vì Thì Vì sao lại có chọn là đấy? thì em là dịch nghề của ạ. Ừ. Như có là
Em giải thích đi. Rồi cổ là cái em cái tiêu đầu tiên nếu lý lấy là thương mai chứ không có Ừ. em mà cổ là về nhưng mà về thương mai thì việc cái việc mà để mà dự cho những cái con cá nước ngọt thì về mà thương mai thì giữ những con cá và nước ngọt cần cho video em nó biết quá bữa nay em cho anh cú bể đó tay em dịch ra được nữa đó. Em cho đứng sáu em cho đồng tư Nguyễn Thầy để em cho mẹ luôn cái cấu này em dịch nghe nó được sau em phải cho đài em cho nó vẫn bể chứ em nó dịch được cấu này quá em không hiểu quá Chứ em đã hiểu chưa? chứ em vẫn chưa hiểu quá em nó biết anh thân thảo thượng chỉ nó thì cho dự cho em biết là dự cho cái gì đó nhưng em không hiểu dự đứng chỉ quá Ok, thank you. Thank you. Mời Diêu Linh nữa. Theo Diêu Linh đi như thế nào? cho xe quá và một một dòng nước sạch sẽ là một sạch nông sạch sẽ là một cách để nuôi cá em hiểu rồi cô ạ Ok, nuôi chăm nuôi là raise. Đúng không? Ta có chăm nuôi là raise. Nuôi cái gì đó, chăm nuôi gia súc, gia cầm, người ta gọi raise cattle. Đúng không? Forage water feed. Đấy là cái dòng nước trong thanh, nít rớt dạ. Là cô cần có điều là... Hả? là một cái cách mà để mà nuôi cá nữa là cầu bá tạm chứ có nếu như mà lính dây cửa là xuống bá tạm thì có làm một cái cách gì đó để mà nuôi chứ cầu bá bảy mà chỉ mang làm Ở một cái cách đây là gì có nó không phải để là sống, để cho cá sống rất khỏe mạnh thì người ta mới nói đến cái chỗ đang trên này, bề mặt đã được bao phủ bởi bởi những con cá bị chết và chúng đã chết một cách khá tự nhiên từ việc ngạt thở, đúng không? Vì vậy cái dòng nước sạch này nó cần thiết cho cái điều đó, nó rất là nhiều cho cái đó. Và cái dòng suối mà chảy là thức ăn ở trong cái hồ, có nghĩa là có sự lưu thông á. Cái hồ mà nước không lưu thông được nó cá nó sẽ chết, mà nó sẽ có nước sạch chảy vào và nó thải cái nước đó ra đi, thì nó sẽ làm cho cái cách để cho con cá sống khỏe mạnh. Thì ở đấy á, mục đích của người ta không thể là feed là cho ăn được, đúng không? Không thể là feed forest water feed được, feed này là cho ăn này, còn mết là làm bắt cái gì đó làm như thế nào thì cũng phải sáng tạo. Mà ở đây ta có cụm từ là raise là chăn nuôi, giống như chăn nuôi á, người ta có cụm từ raise cattle là chăn nuôi gia súc gia cầm á. Vì vậy là ở đấy là chúng ta sẽ cho đáp án là C, chứ không phải là dế, không phải là keep, không phải là keep forest water feed, mà ở đấy là người ý người ta nói là muốn nuôi được con cá trong nước dòng được khỏe mạnh thì điều đó rất là cần thiết, nít chớt dạng cần nước sạch ạ. Còn khi mà tại sao mà khi nuôi ao hồ mà bạn thấy cái ao hồ còn được nó lưu thông là thường cá sẽ nổi, và đặc biệt là mùa nắng này nó chết đầy trên mặt nước là vì nó không có đồ lưu thông và thiếu oxy cho cá thở. Thiếu oxy đây người ta nói supply like giving oxygen đó, cho nên là ở đấy là liên quan đến cái cụm từ chăn nuôi nên chúng ta sẽ dùng là raise. Nuôi con cá đó. Con đến câu 38 thì đó là một cái cách để chắc chắn rằng con cá sẽ sống khỏe, đúng không? Để làm một cách chắc chắn thì ở đây chúng ta cần điền một động từ. Và trong các đáp án này thì đáp án B là động từ làm một cách chắc chắn.
Thì là thầy cho đáp án là bế. Về mặt tư vựng. Đó là về cái bài đọc nói về việc nuôi cá ở các cái hồ cá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Sáng với cái bài đọc tiếp theo. Bạn sẽ sáng với bài đọc du lịch trọn gói. Bạn đọc lại cái bài sẽ mò hỏi cái gì vậy? Để giải thích cho gì? Như là câu 39. Bạn đã từng đi du lịch trọn gói bao giờ chưa? Nếu đi du lịch trọn gói rồi thì không cần đọc bài mà trả lời được câu hỏi, đúng không? Một số câu hỏi mình dùng qua thực tế để trả lời. Bây giờ câu 39 là có mời bạn Doan Hiếu có mấy cướp được phải hay thế này, bạn Doan Hiếu có mấy chẳng? Bạn giá phóng nào. Có 39. Thưa cô, câu bá chị nè. Cho à, Vì vì đấy họ hỏi là khi bạn đi nghỉ mát trọn gói là bạn không phải làm gì, là không cần phải sắp xếp mọi thứ. đúng rồi, khi đi du lịch trọn gói không cần phải làm cái gì cả, nghĩa là mang ba lỗ là đi thôi, còn chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nghỉ ngơi chỗ đi tham quan du lịch là người ta đã có trong cái gói đó rồi, nên chúng ta không phải sắp xếp bất cứ thứ gì mà chỉ mang ba lỗ và đi. Còn cô bé là phải bạn không phải trả các cái họ phải hoạt động ngoài cái gói đó, chỉ còn nên nó đúng. Vì chúng ta chơi gì thì chúng ta trả tiền thôi, họ chỉ đưa chúng ta đến cái địa điểm cả đi du lịch đó, còn mình muốn hoạt động gì thì mình phải trả tiền. Đó. Và không phải theo cái sắp xếp kế hoạch của chuyến đi thì cũng đúng, người ta quy định 5 giờ phải đi thì chúng ta phải 5 giờ, đúng không? Đến đó chỉ chơi trong vòng 7 thì 2 tiếng là phải đi nơi khác thì chúng ta phải tuân thủ. Còn mà chúng ta đang muốn chụp hình mà họ đi thì chúng ta cũng phải đi theo, còn không chúng ta không thể phá vỡ cái lịch trình của họ được. Người ta sẽ cho là bạn là A. Có nghĩa là không phải sắp xếp cái gì cho chính bản thân mà người ta sắp. Câu thứ 40. Có bỏ người nên để bạn nhìn cho dây. Mình nhìn bài đọc. Câu 40. Đọc lại xem nào. Sẽ mời bạn mời bạn Phương Linh. Dạ, có bộ mới em chân cốt sấy ạ. À. Vì thằng kỳ đoàn mà một thăm thứ bảy ấy có vị ý even less likely on a cold tour when you spend almost your entire traveling. Nên là em chọn câu phút sấy ạ. Dự thi tài sao cái câu đó mà đi nhảy à, chạy quẹt luôn nó cũng xế. Câu Dạ. hỏi của người họ nói gì? Mọi người Em giải thích câu 40 họ nói gì đi. có bọn mới họ nói là mọi người đang đi nghỉ trọn gói thì
em phải phân tại sao mà em kết luận là từ cái chỗ đó mà em mà đưa xuống được đáp án là C chứ. Mới ai thấy được em? Ok. Thank you Phương Linh. Ở đây người ta nói này, mọi người đang đi du lịch trọn gói á thì không có khả năng để giải từ giải trí, có nghĩa là amuse yourself, có nghĩa là từ giải trí thì câu này không thể chọn được đúng không? Bởi vì trên bài là người ta nói rằng là đi du lịch trọn gói thì bạn có thể đến sân bay theo cái hướng dẫn của khách hướng dẫn viên du lịch và bạn sẽ có những cái chuyến tham quan trải nghiệm đến các cái hoạt động của địa phương rồi bơi rồi tắm nắng trượt tuyết vân vân đúng không? Và những cái hoạt động đó bạn phải có trong năm đóng kế hoạch bạn sẽ làm một việc gì, và đó là trong cái sự thật này thì no reason for you to bother anything yourself, đó không một lý do gì cho bạn phải phiền lòng với bất cứ thứ gì. Bạn kết bạn với nhiều người và có một thời gian tuyệt vời nhưng mà rất ít cơ hội bạn sẽ có khả năng biết được nhiều về người địa phương đó. Đó. Mà ở dưới bài người ta nói này, bạn không có khả năng để từ giải trí. Nghĩa là đi du lịch trọn gói thì không được giải trí gì hết. Câu này nó không thể chọn được, đúng không? Bạn thích hoạt động gì bạn làm trong khuôn khổ họ cho phép. Và bạn sẽ trả giá cho một số hoạt động mà cần phải mua vé. Câu thứ hai này, hy vọng để được giải trí bởi cái người hướng dẫn tour du lịch. Nhưng mà trên bài người ta nói đây này, once you get to the airport, it is up to the tour operator to see that you get safely to the destination. Thì ở đấy người hướng dẫn du lịch sẽ đưa bạn đến một địa điểm an toàn, chứ không phải là hy vọng để được giải trí từ cái người hướng dẫn viên du lịch đó. Nên là câu này cũng không hợp lý. Nó không hợp lý với cái bài đọc ở trên. Còn câu C, đó là tìm thấy rằng các cái sở thích của chúng ta đều được thỏa mãn trong cái chuyến đi du lịch trọn gói đó. Thì bạn du lịch trọn gói thì bạn dự định bạn muốn đi, ví dụ bạn muốn đi Đà Nẵng để tham quan bạn là Hiếu chẳng hạn, thì nữa người bạn đặt trọn gói bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm với giá tiền bao nhiêu thì người ta sẽ mua vé cho bạn đến đó và bạn sẽ đi lên trên cáp treo xong bạn làm những hoạt động như chụp ảnh hay bạn ăn uống là họ trả tiền. Bạn chọn thức ăn bao nhiêu nó có trọn gói trong đó rồi mà bạn vui chơi giải trí chụp hình vân vân bởi thì là bạn được thỏa mãn những cái thú vui của bạn vì bạn mới chọn để đi đến đó. Còn mà đi du lịch mà mình không được thỏa mãn cái niềm tò mò và niềm vui của mình thì ai đi, đúng không? Vì vậy là du lịch trọn gói là giúp cho bạn có thể thỏa mãn được cái sở thích của mình. Đến đó để mục đích làm gì? Bạn đi để tham quan lịch sử hay là để thư giãn, để chơi các trò chơi mạo hiểm thì chúng ta chọn ở đâu? Muốn đi tắm biển thì nên đi ở đâu? Vân vân. Còn câu D người ta nói là thì có khả năng để kết bạn với rất nhiều người ở địa phương. A lot of local people là nó sai so với bài đọc. Bài đọc ở đến họ nói là có rất ít cơ hội, đúng không? Có thể kết bạn nhưng mà có rất ít cơ hội, a little chance là rất ít cơ hội để kết bạn để biết rõ về người địa phương thì câu này không có. Bởi vì chúng ta chỉ đến đó trong vòng 1 đến 2 ngày và làm các hoạt động thôi chứ không phải đến ở một tuần chẳng hạn. Hoặc là gia nhập vào người dân thì mới biết rõ về người địa phương. Nên câu đúng nhất ở đấy là câu C.
Còn cái bàn phượng lĩnh nói là cái dòng này thì chẳng liên quan gì đến cái câu hỏi ở câu 40. Bạn lưu ý nữa. Nó phải lập luận nữa. Lập luận từ thấu tín ở trên bài đưa xuống để loại trừ các đáp án. Rồi, câu thứ 41. Câu nào không đúng thì chứng tỏ là sẽ có 3 câu đúng và 1 câu sai. Bạn xem thử nào. Câu nào không đúng? Bạn đọc câu 41 xem. Xem ơi. Bạn lấy Khánh không? Phân tích cho cô xem nó, bạn sẽ chọn nào bạn nào? Lê Khánh nào? Đâu rồi? Phát biểu xong nó đi đâu đấy à? Em thưa cô là cậu từ của để em đọc vậy cô ạ. Để em đọc cái đã nào. Cho to lên tí mà đọc như vậy. Em có biết quạt rùa là gì không? Cho một gỗ. Đây này, cái chữ quạt rùa này này. Có hiểu quạt rùa là gì không? Dạ, em thưa cô là có tổ là chuyện tham quan bằng xe khách. Đúng rồi, sẽ dừng năm mà sẽ dài á. Chưa hiểu à? Anh em tím chưa rã luôn À. rồi chuẩn giải em cổ là em chọn là đáp án bảy đi chuẩn giải Con dài đâu. Ơi, cô bé nghe là gì? đi khi đi trên cái xe khách như thế luôn luôn mệt mỏi vẫn cảm thấy Đúng mệt đúng mỏi á. Em cho lại đâu anh dạy quá. à. Được vậy chứ em lại cho em chứng minh cho cô bé nó đúng đó. Đó. Cô bé nó đúng, đúng không? Cô bé không đúng thì cô bé không phải có đáp án thì nó đúng mới theo bài đọc. Em chỉ cho cô cái dòng của mà cô bé là đúng. Phải thuyết phục chứ. Hắn nó nói đến cái cậy đi xe khách như mệt mỏi em chờ đồng bán nó nói Ừ. Đúng thầy. Ok. Thank you. Có nghĩa là không nhìn thấy. dạ Đúng không? em nói chầu thôi em cho ngon luôn. Ừ. Nếu rằng thì tự nhiên thì kết luận là cái gì? Em thưa cô là bạn cô dạy là bạn không có thời gian đến thăm cả tòa nhà lịch sử và cả thành phố nổi tiếng bằng
Không quá mất sẽ khác, nhưng mà trẻ nở của cái là bạn có một thơ rắn ngắn ở một thành phố nổi tiếng nào đó, hoặc là được lấy cái có cái là được có những điểm dừng được lên lịch thời gian đến cả tòa nhà và di tích lịch sử. Đến là có cái hang đến ở. Ừ. Là họ nói không được đi là không đúng, vẫn có cơ hội để được nhìn thấy và đến tham quan nhưng mà thời gian thì hạn hẹp, có đúng không? Ok. Đó. Câu dễ là họ nói là không có cơ hội để đi tham quan các cái tòa nhà lịch sử ở các cái thành phố nổi tiếng là sai. Mà trên mai họ nói này, có nếu như bạn có lịch trình để đi tham quan những tòa nhà lịch sử và những cái đài tưởng niệm á, thì bạn sẽ có khả năng phải theo cái phong tục niềm tin để ở quá đêm ở đó để mà được chiếm ngưỡng cái gì đó chẳng hạn, nó người ta nói như thế, và chỉ có một thời gian ngắn, time is always a job able, chớp nhoáng thế ạ, đúng không? Còn câu á người ta nói là bạn thì luôn luôn hành trình ngồi trên xe, khi mà bạn đi xe giường nằm để đi du lịch thì đúng là cái mông ở trên xe, câu này đúng rõ ràng rồi đúng không? Vì nếu là con tour thì chúng ta cứ ở trên xe thôi, di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, di chuyển đến chỗ này đến chỗ khác và nghỉ ngơi trong một một đêm ở tại khách sạn nào đó, sao sợ mãi chúng ta lại cứ di chuyển đó. Còn đi du lịch bằng con tour thì rất là mệt mỏi, thì cái đó là đúng rồi, bởi vì chúng ta gọi là chạy số mà, chạy số từ địa điểm này tới địa điểm khác, chứ không phải là chúng ta đi du lịch ở khu resort. Khu resort là chúng ta đến đó để nghỉ ngơi cả gia đình nó vào một tuần này, ở có một địa điểm duy nhất. Nhưng mà nếu mà đi du lịch tham quan địa điểm này tới địa điểm khác thì chúng ta gần như là ngày nào ngồi trên xe. Còn cô sẽ là bạn không ngủ đủ khi mà đi du lịch ở trên cái xe giường nằm đấy, thì câu này là đúng rồi, bởi vì là xe đang đi và đến một địa điểm nào đó chúng ta đang mệt đang ngủ thì lại chờ dây để xuống xe để tham quan lại chụp hình đúng không? Sau đó chúng ta lại lên xe và đâu mời bạn đâu ngủ cái lại cứ xuống nhé, vì vậy là bạn sẽ không ngủ đủ, câu đó là đúng hoàn toàn với đi du lịch trọn gói của bạn, đi xe giường nằm hoặc là xe du lịch á, của các cái công ty du lịch, vì vậy cậu không đụng ở đấy là đáp án dê, không có cơ hội để tham quan là sai. Vào với bài ở đằng trên. Rồi, câu time is always a job able nghĩa là gì? Như là chúng ta vừa giải thích. Câu này có nghĩa là gì? Như bây giờ bạn xem thì cái nghĩa của câu đó là gì đâu? Mới nói một loạt đúng không? Nhà cô vừa mới ở Trường Đình Sơn là vừa mới đi trải nghiệm ở Đôn Ca Chín và Lăng Bác Hồ 2 ngày 1 đêm, mà gần như là ở trên xe và đi bộ của mình mệt mỏi mệt mỏi, đến là học sinh đáng chụp hình đáng đi khảo là khách, người hướng dẫn viên là hồ thổi còi tập hợp là phải tập hợp rồi là chạy. À, đi vào Lăng Bác thì đi mất 2 tiếng đồng hồ mới chưa vào được lắm, bởi vì số lượng người viếng thăm quá đông nên chen chúc nhau. Sau đó họ ưu tiên học sinh được đi trước và giáo viên phải đứng lại. Thì học sinh đi vào rồi là chờ 2 tiếng sau mà nhìn thấy nhau nhưng mà không thể lại gặp nhau được, bởi vì người quá đông đúc. Ừ, quá đông. Thì hôm đó đi thì hầu như tất cả các trường ở Hà Nội đều viếng Lăng Bác cho nên là bị ách tắc giao thông. Nên là time is always a job able nó có nghĩa là gì? Cái này bạn Khánh mới mới nói đó. Không là bạn nào là đáp án đúng. Sẽ mời bạn Mai Linh phát biểu. Em nghe đáp án C mọi. Ừ, câu đó nghĩa là gì? Cô sẽ nghĩa là gì em? Em muốn có. Cô sẽ của bộ hai này này.
Em cho cô sẽ gì? Dạ. Để cô sẽ đang nghĩ là gì? Thời gian của bạn bị giới hạn đến thăm một địa điểm nào. Đúng rồi. Thế là ta mới nói đúng không? Không phải là không được tham quan mà đi tham quan trong một thời gian nhất định. Người ta cho phép vào cái địa điểm đó chỉ 30 phút hoặc 1 tiếng là để tham quan thôi. Còn không phải ở mài được đó để mà tìm hiểu về lịch sử cụ thể. Vì vậy là thời gian bị giới hạn, limited. Còn cô Á người ta nói là bạn có thể dành thời gian để đi tham quan một địa điểm. Đó, đúng. Hay là cô bé là bạn phải dành rất nhiều thời gian để tham quan một địa điểm. Hay cô dễ là nó không có thời gian cho bạn để tham quan bất cứ địa điểm nào thì lại càng sai. Vì vậy là có được tham quan nhưng mà giới hạn thì người ta dùng là time is always at your elbow. Đó là giống như một câu thành ngữ, thời gian hạn chế các bạn nhé, nên cố gắng tập trung và phát biểu nhanh. Ý như thế. Và từ zip để thay thế cho từ nào? Cái từ zip ở đây này nó thay thế cho từ nào đấy? Bạn đọc lại xem nào. Từ zip này thay thế cho từ nào? Mời bạn Như Quỳnh. Nếu quên có giải thích đâu em? Đâu rồi? Mời bạn Thảo nào. Dạ, em chưa có. Để em đọc ý quá. Tối thì tai cổ điện tai lắm mất môi lên cổ gô em cứ giật hơn có. Vì Em đi em học, học đọc học còn làm về chị đấy. không quá, em học văn trực tiếp thành ra là em đeo tai nghe để cố kiểm tra đây của mấy bạn tên hồi lắm em nghe hoàn thảo cái lẽ mới chạy ra ngoài lớp cổ đời em đọc thì quá. Đâu rồi nè, đời có đời em tị nữa Đau quá. hả, đang đọc à? Nghe tôi mời quá. Em nghĩ có lẽ là à bé Rồi. hay say chứ độ quá. Bé hay xe chỉ đỏ. Ok. Thank you. Bé hay xe chỉ đỏ. Ở đấy thì cái bài đọc này thực tế mà để mà hiểu được thì nó khá nhiều từ vựng. Nó khá nhiều từ vựng. Nhưng mà do là chúng ta cũng chưa được đi du lịch trọn gói để vận dụng vào thực tế. Đúng không? Nên là chúng ta thấy nó hơi khó khăn cho chúng ta khi trả lời các câu hỏi. Ở đấy người ta hỏi này, cái từ dịp này là thay thế cho từ nào, thì chúng ta phải đọc cả cái cụm từ cho đến cái từ dịp này này, mọi người đọc cả cái câu rồi xem họ nói cái gì, cả cái đoạn này xem họ nói nội dung là gì. Thì họ nói này, thêm vào một bất lời nữa,
Thế mà một bất lợi có nghĩa họ đáng liệt cái việc đi du lịch trọn gói đấy nó có những bất lợi gì, thì khi nào như chúng ta học được là nó có bất lợi là cái thời gian chúng ta tham quan một cái địa điểm nào đó nó hạn chế và phải theo tour, chúng ta luôn cứ đi từ địa điểm này sang địa điểm khác theo lịch trình của cái khách hướng dẫn viên du lịch đúng không, của cái người hướng dẫn viên du lịch đó của công ty du lịch họ sắp xếp cho chúng ta đi theo thời gian họ quy định. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta đi đến những cái xe giường nằm mà ngủ không đến nơi đến chỗ như thế. Đó là cảm thấy mệt mỏi. Thế thì họ nói thêm vào một bất lợi nữa, đó là chúng ta sẽ dành thời, nếu như mà chúng ta dành cái chuyến đi với một nhóm người và cái người này chúng ta chưa từng được gặp trước đây. Đó là cái người ta nói các bạn ấy. Thì chúng ta sẽ cảm thấy bất lợi. Mà lời đó là không có một cái, khi mà chúng ta có những người mà trong cái nhóm đi thì người già người trẻ, người thì thích kiểu này người thích kiểu kia đúng không, trong cái nhóm người thì mỗi người một tính, vì vậy người ta nói là đi ngược lại với điều đó. Thì đi ngược lại với cái điều nào đó là điều đi du lịch trong một nhóm người, dành thời gian một nhóm người mà bạn chưa từng biết trước đấy. People you have never met before. Cái người mà chúng ta chưa từng gặp trước đây. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn ở đây là đáp án B. Người mà trong khi nhỏ mà chúng ta chưa từng gặp trước đấy là cái chữ gì đó thay thế. Được chưa? Còn không phải là getting away from là xa lạnh ngò đâu, mà phải là dành cái từ này là thay thế cho cái câu đó là people you have never met before. Còn không có câu nào là đúng thì không đúng, mà câu giấy không đúng. Rồi ta sẽ chọn câu B. Mặc dù du lịch trọn gói nó có bất lợi như vậy nhưng mà đi trong một nhóm người thì good particularly for. Thế thì đi du lịch mà trong một nhóm người là nó có bất lợi nhưng mà nó cũng thuận lợi cho ai? Bạn đọc tiếp ý, xem nó thuận lợi cho ai. Ngược lại với cái điều mà bất lợi đó thì nó thuận lợi cho ai? Bạn đọc tiếp xem nó nói gì đó. Câu bé quá Ừ, đó là cho ai ạ? cho những cái người mà cô đơn và người già Đúng rồi. hoặc người già dòng thứ thứ ba vậy đấy. Đây, đúng rồi, đặc biệt cho người cô đơn và người già. Đó, thì phù hợp ạ, bởi vì người cô đơn và người già thì được một vài người thì làm sao mà đi du lịch được. Vì vậy là du lịch trọn gói thì sẽ người ta sẽ kết hợp nhiều người lại với nhau để tạo thành một tour gồm có 50 người, 30 người gì đó để đi. Chứ còn một mình thì không thể đi nổi, mình không đủ tiền để chi trả, đúng không? Vì vậy là cái này là dành cho những người cô đơn và người già thì rất là hợp. Ừ, rất hợp. Còn chúng ta thì nên đi với nhà trường, đi với gia đình, với bạn bè, vân vân. Đó là cái bài đọc về du lịch trọn gói. Bây giờ sáng Vân viết lại nó dày hơn đúng không? Có 45. Đó mà phát biểu nè, bài đọc thì kêu em nó hiểu tư vựng nhưng mà bài này thì cố gắng phát biểu nhanh. Cô mời câu 45 là mời Huyền Trang. Huyền Trang nào? Em thưa cô là em chọn đáp án đó. Sai quá. Vì Prefer này thì bằng với Ukraine còn vợ thì cái gì hơn cái gì? ở đấy á, là ta có cấu trúc này lâu ngày đã quên, nó là phải ghi vô vở. Prefer verb in to verb in là thích làm gì hơn làm gì đúng không. Prefer. À vừa này có bạn hỏi là vừa này có thấy không cô? Vừa này là ta chưa cho sóng đây này đây đây cô mở nữa là sao kịp. Các bạn
nên là các bạn cố gắng giải quyết nhanh như thôi. Đây cô mớ khéo đó, giờ chân chưa sống này, vì chưa chưa câu nào. Cô refer verb in to verb in. Không với tú vô bình đã thích làm gì hơn làm gì. Thì nó sẽ băng này, băng ụt rã rơ cộng đồng tư nguyên thể, băng ụt rã rơ. Cộng verb nguyên thể cộng với dân, cộng verb nguyên thể đã là hai cấu trúc rồi bằng nhau. Thích xem tivi hơn đọc sách thì phải viết writer watch tv hơn read book. Thì nếu uống nở là bạn đặt thêm một ví dụ khác. Thích học tiếng Anh hơn là chơi game chẳng hạn. Ví dụ thế thì bạn sẽ viết như thế nào? I prefer learning English to playing game. Playing game thì phải bằng với I would rather learn English than play game. Thì đáp án đúng ở đấy sẽ là đáp án nào Trắng? Là phải án. Phải ghi cấu trúc vào, lâu ngày rồi quên là cứ ghi vào cho nhớ. Rồi, có 46. Có 46. Mời bạn Khánh Linh. Sao cậu là cậu bọn mình sợ con tròn đáp án sai quá. Vậy. Vì đấy cậu lấy quyền lên tròn cậu được kiện lấy hỏi. Vậy là phải sao là quyền không nên múa nên tròn cũng sánh. Ok. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không mua ngôi nhà đó. Thank you. Có điều kiện loại hai. Có 47. Có 47 là mời Kim Tú. Kim Tú nào. Thế cái mic của Kim Tú thì nó có vấn đề, nó nghe hắn hơi nhỏ nhỏ mà vòng ra đúng không. Thì ở đây bạn Kim Tú đã nói rằng thầy Út Chiêu Mai, thầy Út Chiêu Mai ít ái thì chọn thi quá khứ đơn. Vì vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Út Chiêu Mai đây giống như là hình thức cấu điều kiện loại hai đúng không. Thì chúng ta thấy Út Chiêu Mai thì cộng với ít ái cộng thi quá khứ. Rồi, câu 48. Câu 48 là mời Thảo Vy. Thảo Vy nào. Em chưa có lo, em chọn đáp án bé ạ. Vy. Vì sao lại chọn bé em?
Em chưa có là vì đấy cậu bị đông ở thi hiện tại âm thanh. Rồi, ok. Đấy là bị động của thi hiện tại âm thanh. Have been show what to do. Cộng 49 là mời Linh Linh. Linh Linh nào. Em đang mơ xịu quá. Vì em rất có là em chọn chọn đáp án dễ quá. vì sao lại chọn cho bên xế Đáp án dễ quá. à, vì sao lại chọn dễ Bởi vì là trời mưa đang bởi vì mưa đang rất là to nên chúng tôi bị môn học mà rẻ rẻ sau rẻ là không rẻ là động từ sau nó lên không vậy tràn tư này em nghĩ là cho nó bằng giấy rồi để chủ ngữ là chữ nào chủ ngữ là chữ ít thì động từ phải làm gì à, động từ phải thêm e thế mẹ hoặc gì rất e nhưng mà câu này ở thi nào. à thư thì quá khứ Thì đáp án đúng phải là gì? đáp án à Ờ đó. Phải là á mới đúng. Đúng không? Còn đáp án xế thì lại là một bên là hiện tại rồi thì mẹ bắt đơn sáu là vua rơ là không đúng. Vì vậy là câu này phải là câu á. Ok. Câu 50. Câu 50 là mời bạn Mai Linh. em được coi em chọn đáp án dễ ạ. Hữu là chỉ mười. Đúng rồi, hữu là chỉ ngươi. Hữu là thay thế cho danh từ chỉ ngươi. Ok. À. Đấy là tạm chức năng là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Là cái đề hôm trước mà chúng ta đã làm. Bây giờ chúng ta sẽ sáng với đề bàn mới thi hôm thứ ba. Đề này thì mới thi thì nhớ hơn đúng không? Câu thứ nhất sẽ mời bạn Văn Mạnh giải thích. Câu là em chọn câu 7. Câu 7 là khi chữ cái con gạch chéo là phát âm là thành e, con bảy cậy lại là e ý. Em đọc đi. Mến sẽ bảy và bảy. Ok, thank you. Ở đây là âm ấy, made, paid, paint, âm ấy. Còn ở đây âm sex, shite. À, chứ không phải là âm e vậy là âm ấy. Em thế này âm chi? Nên này âm ấy nhá, âm ấy, e i. Âm này âm e i. Ok. Câu thứ hai. Nam ơi Đức Duy. Bây giờ cô cho đáp án B ạ. Câu A đọc là dấu, câu B đọc là ráo, câu D đọc là xấu, chọn câu B. Ok. Ở đây là âm ấu đúng không? Dâu và trâu, sâu, âm ấu. Ấu là âm ấu. Ớ ú, ớ ú là đọc thành âm ấu. Ấu ấu. Còn rào, âm này là á. Âm áo. Áo. Rào. Đó. Câu thứ ba. Câu thứ ba là mời. Giá phóng.
Dạ Phóng nào. Em thưa cô bà cho á con vì cậy cô á phát triển là con là ý cả Em đọc đi. Simula continent interview official. Very good. Thank you. Âm này âm ái, con bá tư còn lại là âm ý. Câu thứ tư là mời Uyển Nhi. Em thưa cô là em chọn đáp án C. Em dựa vào cách đọc của ạ. Câu A đọc là traffic, câu B là humor, câu C là destroy. Nên em thấy hay ngã ngờ choi chung. Cô ả nó trong ông đợi vị trí thứ mấy? Nhật. Thứ nhất. Rồi, cô bé. Thứ nhất. Cô sẽ. Hai. Ok, thank you. Very good. Ở đây là chỉ có cô ả, cô sẽ là động từ thôi. Còn bá từ còn lại là tính từ và danh từ. Nên trong ông rồi âm một. Con cô sẽ là đồng từ nên trong âm rồi âm hai. Ừ. Câu thứ năm. Câu thứ năm là mời bạn Mai Nhi. Em thưa cô là câu này em chọn đáp án B. Tại vì đáp án B là âm tiết thứ nhất con A C dễ ra âm tiết thứ hai. Ừ, năm mai em biết âm gì thứ hai. Em đọc rồi ạ. Em đọc như nào? Employee là âm tiết thứ hai, âm tiết thứ ba, không, cũng cầu thì bữa nãy em không biết mang rồi. Ok, thank you. Hold hand, raise your hand. Bạn nào nào? Phát biểu nào? Cô với bạn Phương Linh nào? Phương Linh phát biểu nào? Dạ. Cô nắm em cho nó bắn á. Bởi vì cô nắm nhưng tôi có đuổi ế ế thì có trong ấm rơi vào ấm tiệt tư trực nọ là rơi vào ấm âm hải Japan thì có đuổi ế là trong ấm được nhận ở đuổi này được nhận ở đuổi này nên là ở trong ấm bá cô sẽ cùng trong ấm bá và cô dễ cùng trong ấm bá em trên quốc á cô ở trong hải. Ok, thank you Phương Linh. Ở đây các bạn nhé, nếu quên là phải ghi vô vở này. Nếu quên là phải ghi vô vở. Những cái từ mà có đuối này. R. R nè. O. Rồi O N. Rồi E sơ E. E sơ E Unique Unique Re que Re que các bạn ạ. Là trọng âm sẽ rơi ngay chính những cái âm này. Trọng âm sẽ rơi ngay những cái âm này luôn. Và ngoài trừ này. Ngoài trừ. Ngoài trừ nhá. Đó là từ coffee. Coffee là bạn nhìn thấy nó có hai chữ e nhưng mà trong âm sẽ rơi âm một. Coffee là đặc biệt đó. Rồi từ nữa đó là từ employee. Thì chữ employee này này là từ gốc của nó là employ. Thì employ là công việc là việc làm ạ. Nên trong âm có việc rơi vào chữ im mà nó sẽ rơi vào chữ loài nó với âm hai. Vì vậy chúng ta thêm e vào là thêm hậu tố nên trong ấm nó vẫn rơi như từ gốc đó là rơi vị trí thứ hai
Đấy, từ đặc biệt nó không nói vào chữ y. Employee là công việc à, công việc hàng ngày của chúng ta. Vì vậy là đấy là thêm hậu tố y vào nên nó không thay đổi so với từ gốc, trong âm vẫn ở vị trí thứ hai. Là người lao động nó trở thành danh từ và nó có nghĩa là người lao động. Còn các cái từ khác là Japanese là trong âm sẽ rơi vị trí thứ ba này. Afternoon nó rơi vị trí thứ ba này. Còn cái đáp án dễ là nó có đứa tion thì trong âm sẽ rơi phía trước nó, đó là rơi với chữ bay, rơi vị trí thứ ba. Nên ta sẽ chọn đáp án là A, từ này đặc biệt ạ. Còn nếu như theo quy tắc chúng ta học thì sẽ cả ba cái từ này đều, cả bốn cái từ này sẽ rơi âm ba cả. Là bạn máy nghĩ, bạn phân tích trong là bạn thấy là nó giống nhau, đúng không? Nhưng mà từ này từ đặc biệt nên là bạn lưu ý hạ cái từ ngoài từ này, đó là coffee và employee. Employee thì nó rơi âm 2, còn coffee là rơi âm 1. Nên là ghi vào trong vở đánh dấu trong âm lên để cho nhớ. Bữa sau là đừng có để mất điểm những cái câu này. Đó là về phần trọng âm. Bây giờ sáng câu 6. Câu 6 thì nó dày hơn rồi đúng không? Liên quan đến ngữ pháp nên phát biểu nhanh thế ạ. Câu 6 là mời. Mời Như Quỳnh. Khi nào chứ Như Quỳnh không biết lý do chị muốn có mấy chày. Câu 6 thế gì? Mời không mời được Như Quỳnh rồi. Mà Đoàn Hiểu thì vẫn có mic nhưng mà người không hư. Mời Mai Linh nào, Mai Linh phát biểu nào. Được coi em chọn đáp án B. Cái đấy là câu hỏi đuổi. Chữ ít, chữ dịt và chữ dạt sẽ được thay thế là ít. Đó. Ít quá. Ok, very good. Ở đây là câu khẳng phủ định, vì vậy câu hỏi đuổi sẽ là khẳng định. Và chữ dịt và dạt thì thay bằng ít, mà chữ dí sơ và dâu là thay bằng giấy. Nhớ cái đại từ chỉ định thay thế. Đúng không? Chứ không thể dùng dịt trong câu hỏi đuổi được. Câu thứ bảy. Mời bạn Lê Khánh nào. Dạ em thì có bài em cho anh đáp án dễ quá. Vậy. Đó, chúng ta sẽ tới ngôi làng gần nhất trước khi mặt trời lặn. Đưa rằng em đi chọn cũng vậy, không chọn những từ khác. Dạ. Tại sao không chọn những từ khác mà chọn cũng vậy? Tại vì cái tư tư kiệm này tư kiệm vậy là tư kiệm đã đệm con kiệm là di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà cái này là họ đang đi nợ rồi có đệm. Chưa đúng, chưa thuyết phục. Kém không chọn kém nó vì kém nó di chuyển từ nơi nơi này sang nơi khác có con gọt là lại hắn không liên quan đến cái này cả con ở loại cái này nợ liên quan đến mấy cái như kiểu phương tiện gì đó là nó không chọn ở loại lại lại xe nếu chỉ chặt rịch đó thôi có. Ok, thank you. Đó không phải là cái giải thích mà đúng là chưa giải thích đúng. Cô mời bạn khác. Cô mời bạn theo Đức Duy đó, theo Đức Duy thì sao đó? Được cố là ba cái từ A, B, C đi hắn còn phải cộng với một kỳ giới từ về sáu hắn nữa. Giỏi. Phải như thế Khánh ạ. Ở đấy tất cả bốn từ này đều nghĩa là đến một địa điểm nào đó, nhưng mà A, B, C là cần một giới từ chứ không phải là đến từ địa điểm này sang địa điểm khác đâu. Come là phải come to, nó đến đâu đó, come to my house, đến nhà tôi nhá, come to my house. Còn arrive là nó có hai giới từ, nếu địa điểm nhỏ là chúng ta dùng at, nếu địa điểm lớn chúng ta dùng it.
À, đến tại khách sạn thì arrival at hotel, arrival at airport. Còn nếu mà đến Hà Nội, đến Việt Nam, đến New York thì phải arrival in. Nè, đến địa điểm lớn là in, mà địa điểm nhỏ là at. Còn got là quá khứ của từ get. Thì đi đến đâu đó là got to chứ. Get to somewhere. Can you tell me the way to get to the market? Vân vân. Vì vậy là get to nó bằng với gấu tú, nó đi cân để giới từ ba cái động từ này, cân giới từ đi sau nó. Còn đối với từ read là đến, không cân giới từ. Từ read này cũng nghĩa là đến nhưng mà nó không cân giới từ gì hết, đến một nơi nào đó là được. Vì vậy là trong cái sự lựa chọn đấy là chỉ chọn được cụ dễ vì khoảng trống này không có giới từ. Còn nếu điền tú vào đấy thì A chọn được, C chọn được, đúng không? Còn nếu cô điền vào in thì chỉ chọn được đáp án arrival. Nên là tùy nè, tùy tùy nè. Nếu cô điền in ở đấy là đáp án đúng là B. Nếu mà cô điền tú vào đấy thì đáp án đúng là A và C. Nên là Khánh nè, nó phải giải thích, nó phải cụ thể như thế. Chứ không phải là đến từ nơi này đến nơi khác là em chỉ thấy đến cái ngôi làng gần nhất trước khi mặt trời lặn là không có đến từ đâu đến đâu, nên không dùng cắm nó không đúng nhá. Không biết là phải ghi chủ vào. Nếu cái người ra đây họ chỉ cần thêm mà lấy vào chữ in thì bạn sẽ điền chữ B. Đó. Rồi, câu thứ 8. Câu thứ 8 là sẽ mời bạn bạn nào hay Huyền Sáng đã đỡ ôn cho em nha, đỡ ôn chưa, phát biểu được chưa? Huyền Tráng nào, Huyền Tráng phát biểu nào. Em nhờ cô ra em nghi cô ảo á. Vì Bình sao? thường khi tướng lại đớn khi đang xóa phải là hiện tại đớn. Đúng rồi. Ok. À, về trước là tương lai thì về sau là hiện tại. Bạn sẽ mua một chiếc ô tô điện khi mà chúng trở nên có giá trị đó, có sẵn đó phải không? Người ta bán thì bạn mua chứ. Rồi, câu thứ 9 là mời Uyển Nhí nào. Uyển Nhí đâu rồi? Em thử cố là em chọn đáp án B ạ. Tú tú là quả ngôi nhà này quả nhỏ nên chúng tôi phải chuyển đến một ngôi nhà đến một ngôi nhà to hơn. Ok, very good. Nó nói nhà này thì quá nhỏ đi, chúng ta không thể sống trong đó được, nên chúng ta phải di chuyển đến ngôi nhà mới. Rồi, câu thứ 10. Câu thứ 10 là mời Khánh Linh nào. Với cô cho anh đáp án à của vì Vì cậu bị động của thì quả quyết định. ok, thank you. Được mời đến bữa tiệc của dỗ, đúng không? Câu thứ 11 là mời Thảo Vy. Thảo Vy không được, có mấy trời, Thảo Vy không có mấy. À, Thảo Vy có mấy như Quỳnh nhưng không có mấy. Thảo Vy nào. Em thì có là em chọn đáp án C ạ. Nghĩa là có câu tục là it work cái ạ. It kind of you. Thật là tốt bụng. Thank you. Câu thứ 12. Câu thứ 12 là mời Giá Phong. Câu 12 em chưa biết. Biệt. Ok, thank you. Mời
Linh Linh. Câu này vừa nãy em làm sai với cô, em chưa cho các bạn. À, chưa chưa biết nào. Ok. Thank you. Mời Diêu Linh giải thích nào. Từ cô là thế như là à với cô Ừ. Vì sao thế? tại bé là cô bé nữa là vì thật nghiệp con cô xế nữa là cô dế nữa là ngoại chị em không cô dế thật nghiệp cô bé là không thanh thạo cô Cô xế sẽ là hỏi tâm với ngoài tâm vợ thế là ừ cho nó ăn à của cô ok à em kiểu hiểu quá thì ra nhiêu chúng tôi rất hồi tiệc phải thông báo với bạn rằng nguyên liệu bạn đặt đã hết. ok thank you đó thì bạn không biết là bạn phải ghi các cái cụm từ này nó có nghĩa là gì đúng không, thì ở đấy là out of practice, practice là luyện tập, mà out of practice là ra khỏi cái vùng luyện tập rồi, thì không thể là thức ăn bạn đặt mà nó order, you order bạn đặt và cái nguyên liệu đó thì ra khỏi cái vùng luyện tập được đúng không, out of practice. Và out of reach là ra khỏi cái tầm với của chúng ta, nó cao quá rồi, out of reach, out of work là không có việc để làm, vì vậy ở đây là chúng ta sẽ out of là đi ra ngoài, không có nữa, hết sạch. Ừ. Hết sai rồi. Vì vậy ta sẽ cho là bạn ná. Còn vigorous to tell you là rất lấy làm tiếc để thông báo với bạn rằng nó hết sạch rồi. Ừ. Và thường thì chúng ta nếu như đi chơi á, chúng ta không bỏ động từ to be là á, mà chúng ta sẽ là run out of. Đó. Run out of là hết sạch. Đã hiểu cụm từ này là hết sạch rồi, không còn nữa. Rồi, câu thứ 13. Câu thứ 13 là mời. Mời bạn Mai Nhi phát biểu đó. Em thưa cô là em chọn đáp án B. Vì Vì là sau đứa bài là con bức ứng. Còn về nghề thì là chọn được khá với B. Mà sau A thì đáp án A thì phải có ừ. Nên là chọn đáp án B. đúng rồi, con hào ever là phải có dấu phẩy đúng không, con dấu thì không đi với vấp ấy. Thank you. Con in sắp bài là thiếu ợp, mặc dầu là đoạn bắt đầu của cái thảm họa rất là kinh hoàng nhưng mà bộ phim đã kết thúc vui vẻ đúng không, hạnh phúc ở đoạn cuối. Rồi tiếp tục ạ. Câu thứ 14. Bạn nhìn đây nhé, quan sát lại nào, là rơi nhánh. Nhưng đến bạn nào hay. Ai chưa được gọi thì gọi giơ tay đi, không hết lượt đó. Cô mời bạn nào. Đây như của anh Mỹ Thảo Vy có mic cả rồi. Mời Văn Mạnh nào, có 14. 14 em cho anh B là cái này là vị trí của tỉnh tư và luôn đấy là quan điểm con ấu đấy là kiểu thời gian con gòn đấy là màu sắc con quạt là danh từ Thank you. Ít nhất là danh từ phải đặt cuối câu, cái đồng hồ này đặt cuối từ thì chỉ có đáp án B và đáp án D đặt cuối từ thôi đúng không, B và D là phần vấn của hai cái này, và valuable là quan điểm giá trị
Từ này đọc là valuable, valuable là giá trị, thì nó rất là có giá trị, thì nó phải đặt đầu tiên, bởi vì quan điểm nó đứng đâu nên ta phải chọn ngay đáp án B luôn. Không mất nhiều thời gian. Con ấu là về tuổi đúng không? Ấu là tuổi, con gâu là bằng chất liệu, đứng sau cùng. Đáp án đúng là B. Câu thứ 15. Bắn mạnh rồi như đến bàn nào. Bạn nói cô chứ cô gọi xong nữa cô cũng nhớ là mình đã gọi những bạn nào rồi, đến lượt vòng nào quên mời. Phần thế này chưa mới được như quên nó mấy chém hứa rồi em. Như quên cũng mời được cả. Bạn kiếm tụ thì phát biểu rất là nhảy, những cái mic mình kiếm tụ nó bị hỏng nên nó không phải hỏng mà nói nhỏ quá cũng nghe được. Mời Mai Lính nào. Em được cô có 15, em nghi đáp án B. Vì khỏe là chỉ địa điểm. Mà đấy là thay thế cho tư chỉ địa điểm. Đó. Ok, thank you. Còn nếu như mà cô thêm chữ in vào đấy các bạn ấy, thì theo các bạn đáp án đúng là đáp án nào? Ok. Đó. Nếu cô thêm in vào đấy này thì đáp án đúng sẽ là A nhá. Cái phong nào cái mà cuộc họp được tổ chức trong đó thì có chữ in là phải chọn which, mà cô bỏ chữ in đi là chọn đáp án where. Ở đâu nhá là chỉ nơi chốn, đấy là tràng tư chỉ nơi chốn, nên là bạn nhìn thấy giới tư là bạn chọn which, mà không nhìn thấy giới tư bạn chọn where. Câu 16 là mời bạn Hạnh nào. Lễ Khánh nào. Đâu rồi? Tắt máy rồi à? Mời Giá Phóng nào. Dạ, em thưa cô là sáu, em chọn đáp án C quá. Tại vì sáu rất tài này đó. Về công một dạng tư, một dạng năm tư thì đáp án C là dạng tư quá. Em nói có mấy đó. Cũng mấy sáu. À, có 16 rồi nhưng mà vị trí cần điền là loại tư gì? Đó dạng tư quá. Tại sao thế? Em thưa cô là trường trường dạng tư là tỉnh tư Có danh tư nhầm advanced. châu Cần Đền là tỉnh tư quá, tại vì cái cái từ chỉ át ván gì đó là dạng tư quá, là trường Đúng dạng tư ở rồi. đâu tỉnh tư. Ừ, đúng rồi. Ở đấy vị trí cần điền là một danh từ, à, một tính từ vì nó có danh từ rồi, advanced. Đúng không? Mặc dù có rất là nhiều cái sự thuận lợi của công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại đấy. Đúng không? Vì vậy là ở đấy là người ta dùng danh từ rồi vì chúng ta cần một tính từ nữa. Technological. Ừ. Đứng trước một danh từ. Rồi, tiếp tục. Câu thứ 17. Năm mươi bàn Phương Linh. Dạ, có 17 như con giấy ạ.
Em giải thích đi. Dạ, sĩ hở ọp là tiền cổ ấy đi mất bàn. Đến sân bay và tàu chào tạm biệt. Nó xí hở ọp là chào tạm biệt. Đi Dạ. tiền đi đâu đó. Ok, thank you. Đó. Con pick her up là đi đón cô ấy về. Mà để cho cô ấy đi xa. Vì vậy chúng ta đến sân bay để tao chào tạm biệt. Thì là xí hở ọp. Còn pick her up là đón cô ấy. Đúng không? Đón cô ấy. Vì vậy là tao sẽ chọn là bạn là dê. Đi tiền. Ừ. Tiền trận nói đó. Câu thứ 18. Mời bạn Huyền Trang, mời mời để bạn Huyền Trang câu thứ 19. Mời bạn Khánh Linh nào. Câu này em chưa biết quá. Cái này nào. Câu này là câu đảo ngư. Mời mời bạn nào. Bạn nào ơi. Quyền nhí nó. Câu này em cho đáp án A. Cứ cho nó. Thực cố là em thì nhớ là sáu sắc là đi với hải tư cho nên là em cho đáp án A. À, sáu sắc đi với hải tư, vì đánh giản. Nhưng thương nó có ơ hội ân nữa đó. Rồi, thank you. Ở đây là ban huyền thí phần này em nhớ sáu sắc là để hải tư vì đánh giản, hải hoặc bà tư. Đúng không? Thì ta có cái cụm tư này. Bạn lưu ý nhá. Cái này là nhắc lại tí chủ ngư này. Cộng với to be. Cộng với sâu. Cộng với tính từ. Có nghĩa là một từ đến giá thì chọn sâu. Và hai từ đến giá là chọn sâu đó. Cộng với giá đến nổi ma. Đúng không? Ba về thứ hai. Đến nổi ma thì nó sẽ bằng với chủ ngữ cộng to be cộng với sắc cộng với tính từ và cộng với danh từ, có nghĩa là hai từ đến giản đó. Thì ở đấy sẽ dùng là sắc này cộng ơ hoặc ân có hoặc không, vậy nên là có hoặc không phụ thuộc vào danh từ đứng sau là nhiều hay ít. Nếu là số ít là phải có ơ hoặc ân ấy. Còn nếu mà số nhiều thì không cần, không có màu tư. À, còn phải giải tư. Còn giải. Có nghĩa là theo như bạn huyền đấy thì thầy hai trừ nên em chọn sắc. À. Vậy câu gốc của chúng ta sẽ là gì? Cô ấy là một cô gái hay tức giận đến nỗi mà. Đúng không? Thì cấu trúc sẽ là she was so angry that. Có đúng thế không? Vì vậy cái câu gốc của chúng ta này, câu gốc khi chứa đảo ngữ sẽ là she was so angry. Khi mà bạn không biết về mặt đảo ngữ là bạn viết ra câu gốc rồi bạn mình lật ngược trở lại nhá. Giáp she storm out of the house. Đó. Storm out of house. Chạy đá rất là nhanh ra khỏi nhà. Đó. Chạy như lộc bào á. Vì vậy là she was so angry that. Đấy sao tương tự ạ. Thì bây giờ đảo ngư nó lên. Thì trẻ lắm. Phải đáp án đúng là đáp án nào? Đảo ngư có nghĩa là đảo trật tự đầu tư tu bí sẽ lên trước chủ ngữ. Đó. Vì vậy chúng ta sẽ đưa cầm tư chi lên trước. Quyền nhí.
Theo em chứ đảo hư nó lên thì đợi câu này sẽ đúng với câu nào trong đáp án A, B, C, D. Mày chúng nói được nữa. Vì vậy là câu này cũng đúng sẽ là 6 các bạn này. Cộng với tính tư. Và đảo đồng tư tu bị lấy trước. Đến chữ C. Là đáp án đúng. Nên ta có câu trúc là chủ ngữ cộng với 6 cộng với tính tư cộng giá trị đảo hư sẽ là 6 cộng với tính tư cộng với to be và cộng với chủ ngữ, đó là câu trúc đảo ngữ đó. Giá gì đó chấm ba chấm bạn ghi vào cho nhớ đến nỗi mà. Đó là câu trúc đến nỗi mà. Ghi vào vở cho nhớ đi ạ. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Ghi vào vở cho nhớ. Câu 19. Sẽ mời bạn Huyền Trang. Em nhớ có mấy chị nhìn lạ à. Đi sao Huyền Trang hay cho ná? Nhìn là anh nghĩ là người đàn ông của con người mà rơi khỏi cái con. Nếu như mà người mà rơi khỏi chuyến tàu thì người đàn ông này nhiều hay ít? Ít thôi. Ít thì động từ phải làm gì? Đồng tư vị trí Phải chia mà đấy, nếu mà á động từ hữu đi đại từ nhận đại từ quan hệ hữu mà đi về líp nó để nguyên mà không phù hợp với chữ mạn đó. Đúng không? À, chưa đúng. Nếu á đóng đúng được bởi vì động từ líp này đáng để nguyên chưa chia chứ hết. Chú ý chủ ngữ là hỷ. Ai biết nào? Có 19 nè. Mời bạn Thảo đó. Em thưa cô là cậu này là anh ấy là gì đó của nó đấy, cho gắn đen là một đài tư quan hệ mà trong cái sách sách giáo khoa họ dạy là để rút gọn như cái cậu cậu mình đây quan hệ là thái bằng một cái tủ vợ quá nên là cho nó bắn bể. Ok, còn thầy giáo khóa đấy nữa, thầy giáo khóa bay đấy, ở đấy là rút gọn cho mình đây quan hệ thì chúng ta sẽ cho là tulip. Tulip đáp án đúng ở đấy là đáp án B. Cái anh ta là người đàn ông cuối cùng để rơi khỏi chuyến tàu, để rơi khỏi cái chuyến tàu đó đáp án B. Chứ còn nếu đáp án A là chữ lip này phải đổi thành chữ lẹp. Phải đó chỉ lẹp mới đúng, cho nên là ở đấy là phải cho đáp án đúng là đáp án B. Trong mình đây quan hệ giảm lược bạn học ở trong cái lâu lục tú à. Rồi tiếp tục nhá. Câu thứ 20, câu thứ 20 là mời bạn Đức Duy nó. Thì cô em nghĩ là đáp án A. Cậu nghĩ họ hỏi là tôi có thể có một chiếc sandwich được không? Trả lời là gì? Ok, tất nhiên rồi. Thank you. Chứ thể nói là đúng hay là nó thì ngon được đúng không? Mà đấy là xin này, tất nhiên rồi. Thank you. Câu 21. Câu 21 là mời bạn Lê Khánh nào.
Đấy nha. Đâu rồi? Mặt hơi dán cho này. Mới giá phóng nào. Được, có câu hái một tròn xế có, vì đấy là xó sinh kẹp. Ừ. Em hiểu câu này là gì? Câu này thì câu này nó gì chứ? À, xóa sinh kẹp là đúng rồi. Thế thì em nhìn nó có mấy đáp án là xóa sinh kẹp. Hải gọi Đấy, đó đáp án nào nữa? à, Thế thì khi nào chúng ta dùng á và khi nào chúng ta dùng xế? à thôi cho nè, gọi vì chủ ngư cái cậy đứng sáu đó chị ngươi. Đúng rồi, dành cho ngươi, chúng ta cảm thấy như thế nào thì phải về vùng quá khứ phần tư. Còn nếu boring là chúng ta thấy cái gì đó như thế nào thì chúng ta mới dùng boring. Đúng không? Thì bài tập càng thách thức thì chúng ta cảm thấy càng nản, chán nản. Bài tập càng khó thì nó càng chán thôi. Vì vậy là chúng ta cảm thấy, vì nên là chúng ta phải thấy mì đi. Còn chúng ta cảm thấy cái bài tập đó thật chán nản thì mình dùng là boring cho cái bài tập. Còn đấy là cảm xúc của chúng ta nên phải chọn án. Nên là phóng đã nhìn được rõ sinh kẹp rồi nhưng mà không để ý về mặt tính tư, ý đi hay là bệnh. Mình bị nhầm lần, đúng không? Rồi, câu 22. Là mời Khánh Lĩnh nào. Tôi có làm cho anh câu giấy quá. Để ra câu nữa. Cô ước là mấy? 11. Là mấy? Ở đấy là cô ước sẽ có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không? Và trong cô ước không bao giờ dùng hiện tại, ý, á và will. Nên đó đúng là C. Thank you. Câu 23. Câu 23. Năm ơi. Mới lấy Khánh đâu, mới đi đâu ra như này phát biểu đó. Lấy Khánh. Mình giơ tay để xin rồi nên là Em cứ quay bỏ tay xuống của em này, giờ tay cô hai hai hồi chứ cậu 23 đến rồi đẹp. Em giải thích đi. đấy. Giờ giải thích câu 23 mà đừng làm cái gì đó. Anh tôi gọi nha, em cũng hơi rội thì gọi. À, mấy rồi à? Em thưa cậu là cậu hỏi bà em tròn đáp án bảy quá. Em thưa cậu là họ hỏi là Marie họ nó hỏi là ban bụng một cái độ chỉ độ không thì đại đề là một ý kiến hay quá. Đúng rồi. Thế là câu gợi ý. Thank you. Gợi ý bạn ta uống cái gì đó đi. Và một ý kiến tuyệt vời. Ừ. Còn Mỹ Tú tôi cũng vậy cũng được. Từ bạn làm đi hay là cứ tiếp tục đi đúng đúng. Mà chúng ta sẽ cho đáp án là B. Một ý kiến tuyệt vời. Thank you. Câu 24. Là mời bạn Mai Nhi. Ai mà không được mời nhiều lần là giơ tay lên nè, không là để thiệt thôi đó nè. Có nhớ bạn nào cũng gọi nè, mãi nhí nè. Em thưa cô là em vui là em chọn câu bể là tại vì là
bọn người thấy đấy nữa là vòng tư nệm được này nó dung khí. Ok. Ở đây người ta nói là have more. Chúng ta nên có nhiều hơn. Thì chứng tỏ hiện tại là chúng ta đang có ít. Quá ít đó là too few. Còn a few là vẫn dùng được, đúng không? Ít dùng được, chúng ta có quá ít cái nghỉ lễ chúng đi. Nên là người ta bây giờ mới tăng lên là có ngày nghỉ lễ mùng 10 tháng 3. Hay là ngày mùng 2 tháng 9 là chưa được nghỉ 2 ngày. Trước đấy là nghỉ mùng 2 tháng 9, là bây giờ được nghỉ 2 ngày, mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9. Thì sắp tới tuần tới đấy chúng tôi ta được nghỉ 30 tháng 4 4 ngày, đúng không? Vì vậy là người ta tăng ngày nghỉ lễ lên để chúng ta có cơ hội đi du lịch. Còn đấy bây giờ hiện tại nó quá ít. Nó sắp tới là chúng ta được nghỉ 4 ngày. Rồi câu thứ 25. Câu 25. Con cố giải thích tỷ lại là cái chỗ câu á không thể chọn nó vì họ lên đấy. Thế mẹ các bạn này không đi về little nhá, mà phải đi về few. Few thì có dùng được đúng không? Very little, little và nó là loài luôn vì họ là đấy là thế mẹ, nên đáp án đúng ở đấy là B. Câu 25 là mời mời bạn nào hay mời bạn Như Quỳnh đó, Như Quỳnh phát biểu được cho em. Thế nào chứ cả buổi có gọi em 5 lần nó được lần nào. Không được. Không hiểu lý do sao cô ngồi học mà vì nhất nếu mà có ngồi học mà không bật mic được thì đưa vào hộp chat nhắn cho cô vài dòng em, vài chữ. Mời Lĩnh Lĩnh nào. Em thưa cô là có cơ y phạch ọt quá. Ừ. Nghĩa là gì em? Effect on nghĩa là gì? Tối hôm nay như Quỳnh thảo ví là gọi được có đoàn đầu đoàn sáu nó gọi được mà không thấy đưa vào cục chạp tương tác gì luôn. Effect ọt có nghĩa là ảnh hưởng đến cái gì đó. Ok. Ở đấy là sử dụng máy tính quá lâu thì cũng sẽ rất ảnh hưởng đến não bộ và cơ thể của chúng ta. Vì vậy effect on something là ảnh hưởng đến cái gì đó. Effect on, bạn nhớ nhá. Câu thứ 28. À, 26. Câu 26 là mời Uyển Nhi phát biểu nào. Em thưa cô là em cho đáp án A. À, câu này có nghĩa là bạn có thích chiếc giày mới của tôi không? Trả lời là mua ở đâu? Có hợp lý mày. Theo họ yên ý hợp lý không? Bạn có thích đôi giày mới của mình nào? À, bạn có thích cái đôi giày mới của mình không? Bạn là mua chúng ở đâu? Rồi. Ai có ý kiến khác không? Mời Phương Linh đâu? Dạ, yeah, có hai sao em nhận cú sấy ạ. Do you like my new shoe là bạn có thích chiếc giày mới của tôi không? Và would you like them là would you like them là có nghĩa là bạn có muốn chúng không? Hỏi là bạn thấy chúng có hợp với bạn không? Ừ. Nó hợp lý mày. Ở đấy là chiếc mà chiếc một giây là phải đôi. Nó phải Đúng đôi. rồi, ở đó cũng ạ. Mời bạn
Diêu lĩnh nữa. Em chọn á của Em chọn hả? nha. Ok. Thế mà Thảo nó Thảo cho nào vào nào? Cô này em chọn đáp án nào mà cô mở cô nói em ngất ngất quá. Em cho nó có cái gì hợp lý này, có lẽ sẽ không nên quá. Ok. Ở đấy các bạn nhá. Thì mà cô mang một đôi giày đến cô hỏi này. Bạn có thích đôi giày mới của cô? Thì bạn cũng thể hỏi là cô mua ở đâu vậy? Nữa. Cô mua chung ở đâu? Cô đã mua chung ở đâu vậy? Mà cái cuộc ở cái câu này á là khi mà thương ta mà có cái gì đó mới thì chúng ta người khác sẽ tự khen nó mới à, áo mới à, hay tóc mới à, nhưng mà mới mà không ai biết thì nó có vấn đề đúng không? Nên là bạn phải chủ động đi lại hỏi cái người bạn của mình là cái đôi giày mới này bạn thấy chứ, thì bạn sẽ hỏi lại á, chúng mới mới à, nghĩa ý là hỏi đều ấy ạ. À, thương là câu đây là câu mã nghĩa đều, hỏi đều à, ta thương nói nếu mà là ngoài đời là đều, vì giả sử như hôm nay cô mặc một cái chiếc áo mới mà không ai khen cô gì cả, cô sẽ hỏi là các em có thích cái áo mới của cô không, rồi các em mới hỏi lại là mới à cô đúng không, vì là các em thấy nó rất là bình thường, nó có điểm nhấn gì cả, nên là câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là dê chứ không phải là đáp án A là cô đã mua ở đâu đâu, mà các em sẽ hỏi lại là đó mà mới à, thì đấy là nói cố vì bé em thì nó hơi có nghĩa là khó xuống xa quá, nhưng nếu hai người bàn với nhau hôm nay mặc một chiếc áo mới đến lớp mà không ai nói gì cả thì bạn sẽ chủ động bạn hỏi nó, các bạn thấy mình cái áo mới này như thế nào, thì bạn bên cạnh sẽ hỏi là mới á. Ừ. Có nghĩa không có điểm gì nhận vào đây, nhưng chúng ta không chọn đáp án này các bạn nhá, không chọn là cái hỏi là bạn muốn nó ở đâu vậy đúng không, Tới em tưởng họ có thấy cũng là mấy người mình thấy chưa, muốn có một cái tương tự hỏi mua mẫu để mua thêm cái nữa gọi. đúng rồi tôi có giấy anh sao ông lôi quá. câu này là câu có nghĩa là khi người ta không biết mình có cái gì mới thì mình sẽ đánh đinh tiếng á, đá giống như đinh tiếng để khoe, nó khoe là bạn có thích cái đôi giày mới của mình không, nó khoe là mình có giày mới, còn nếu mà người ta nhìn vào thấy mới rồi thì người ta sẽ khen bạn có giày mới đẹp quá đúng không, như cho người ta không nhìn thấy nên là mình phải đánh tiếng. Ừ. Giống như khi ta học có ra trả lời câu hỏi là bạn trả lời đúng mà cô không nói gì cả, nên là bạn sẽ hỏi cô là cô có thấy câu trả lời của em không? Ừ, ý như thế. Ừ. Bạn nhớ cách để giao tiếp nhé, đấy là giao tiếp của tiếng Anh. Ừ, khi mà bạn muốn nhắc nhở người ta một việc gì đó thì bạn sẽ hỏi phải đều ấy, đã hiểu ý như thế. Ừ. Câu thành ngữ ạ. Lie a dog with two tails. Nếu mà dịch nghề đen sẽ là gì? Hả? Giống như một con chó có hai cái đuôi. Câu thành ngữ mà dịch như thế thì nó không hiểu nghĩa đúng không ạ? Bạn sẽ đưa vào ngữ cảnh xem thử họ nói câu 27 là gì đâu. Cố gắng phát biểu á, đến câu 27 ra ta nghỉ để hôm sau chưa tiếp. Dịch vào ngữ cảnh đi ạ. Ai phát biểu được nào? Mà nó phát biểu để chốt đó. Không có chơi đó. Mời. Mời Phương Linh nó phân tích câu 27 nó. Phương Linh. Đâu rồi? Mời bạn Vãn Mạnh nào.
Em thưa cô là em cho anh đáp án A. Vì sao thế? Là vì có tin là vợ của anh ấy sinh cho anh ấy một đứa con trai vào sáng nay nên anh ấy có lẽ vui. Đúng rồi, ta đoán thôi đúng không? Ta đoán đang bạn đang nghe tin gì chứ? Vợ của em Watts đã sinh em bé là một cậu bé trai đấy. Thì khi mà nghe tin sinh cậu con trai thì có lẽ là vui. Có lẽ là vui. Con đáp án B là rất là thất vọng. Con cô C là mệt mỏi, exhausted là mệt mỏi, đúng không? Cô B với cô C nó gần tương đồng về mặt ngữ nghĩa. Rất là mệt mỏi và thất vọng thì nó cũng không đúng. Con very proud là rất là tự hào, đúng không? Thì tự hào là phải proud, đúng không? Dường như rất tự hào thì nó cũng không hợp nghĩa. Ở trong câu này thì bảo vợ sinh em bé là con trai. Vì vậy ta có cụm từ đó là extremely happy sẽ bằng với like a dog with two tails. Đó là câu thay ngữ ạ. Giống như con chó mà mọc hai đuôi thì con chó bao giờ mọc hai đuôi mà nó chỉ có một đuôi thôi, đúng không? Con hai đuôi là đặc biệt rồi, cực kỳ vui. Nên bạn ghi vào trong vở của mình để chuẩn bị câu thay ngữ đó. Còn từ câu 28 đến câu 50, các bạn tiếp tục xem lại đây nhá, để giải quyết nhanh gọn cho buổi học tiếp theo. Có ai có ý kiến gì nữa không? Không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học sau. Và nhớ xem lại đây để mà giải quyết nè. Không là cứ để em xem lại mất thời gian. Đúng không? Ok. Goodbye. See you later.